Trong danh sách áp thuế lẫn nhau của Trung Quốc và Mỹ có hải sản, đồ ăn đông lạnh và thực phẩm chế biến sẵn, với mức thuế có thể lên tới 25%. Điều này nghĩa là hải sản Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc với trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ trở nên rất đắt đỏ sau khi đội thêm thuế. Phía Trung Quốc cũng vậy. Một quốc gia Đông Nam Á nhìn thấy cơ hội của mình trong cuộc chiến này chính là Thái Lan. Năm 2017, Thái Lan thu được lợi nhuận từ xuất khẩu hải sản là 5,5 tỷ đô la Mỹ và Bộ Thương mại nước này kỳ vọng con số này sẽ tăng trưởng hơn nữa trong năm nay. Động lực chính là do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Thái Lan kỳ vọng lợi nhuận xuất khẩu sẽ tăng trưởng 8% trong năm nay, đặc biệt là ngành thực phẩm đông lạnh và hải sản. Thái Lan có ưu thế cạnh tranh về giá cả so với Mỹ và Trung Quốc. Hải sản của hai nước này đắt lên nhiều sau khi áp thuế, do đó hải sản Thái Lan với mức giá hấp dẫn hơn sẽ có cơ hội chen chân vào cả hai thị trường này vì không bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Nếu Mỹ và Trung Quốc kéo dài căng thẳng, thì các doanh nghiệp thực phẩm của hai nước này sẽ phải tính tới chuyện di dời nhà máy sản xuất sang các quốc gia khác như Thái Lan chẳng hạn. Đây cũng sẽ trở thành một lợi thế cho chúng tôi. Bông cũng nằm trong danh sách các mặt hàng áp thuế giữa hai cường quốc Mỹ-Trung. Mỹ vốn là bạn hàng của Trung Quốc suốt 10 năm qua, xuất khẩu bông sang Trung Quốc. Nhưng bây giờ vị trí đó có thể sẽ phải nhường cho Myanmar. Myanmar chưa đánh thuế nhập khẩu bông, nên hiện thời các nhà nhập khẩu Trung Quốc đang quay sang đặt hàng bông của Myanmar. Thái Lan và Myanmar là một số ví dụ điển hình. Còn theo tờ Financial Review, thì các nước trong khu vực ASEAN đang gia tăng một loạt các đơn đặt hàng mới khi các công ty xem xét việc kinh doanh của họ ở Mỹ và Trung Quốc. Khoảng 1/3 trong số hơn 430 công ty Mỹ ở Trung Quốc cũng đang xem xét việc di chuyển các nhà máy sản xuất sang các nước lân cận. Theo đó, các nước Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu của họ.